hỗ trợ cho trên 540 y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở điều trị và bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch để các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố đi thăm hỏi, động viên các trường hợp khó khăn, lực lượng trực Tết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Đối với công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh đón Tết nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Vì vậy, các địa phương cần tuyên truyền đến nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, rà soát tất cả các trường hợp người dân về quê ăn Tết và khuyến cáo người dân trước khi trở về nhà phải khai báo y tế và chứng minh được bản thân không bị mắc COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại công viên 29 tháng 12 của thành phố Vĩnh Yên.